Sáng ngày 21 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, gỡ rào cản, phát huy nội lực với sự tham gia của lãnh đạo trung ương, các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia doanh nghiệp và người dân bị vướng mắc trong quá trình sử dụng đất. Theo đó, nghị quyết 18NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Nhằm hưởng ứng chủ trương trên, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức vệt bài góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, gỡ rào cản, phát huy nội lực và tọa đàm sáng nay. Phát biểu tại cuộc họp, tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết, tọa đàm rất hữu ích. Tiến sĩ mong báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục đồng hành với Quốc hội trong việc truyền tải, đóng góp những ý kiến cho dự thảo luật bằng cách tổ chức tọa đàm hoặc các bài viết chuyên sâu, mở chuyên mục về đất đai, có đặt sang hàng tháng chỉ chuyên về phản ánh vấn đề này. Tiến sĩ Phan Đức Hiếu nhấn mạnh, đất đai là nguồn lực có hạn, nhu cầu về việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này rất quan trọng. Một điều chắc chắn là Trung ương đã tổng kết và nói rằng là sẽ không có cái khung giá đất. Thế thì nếu như không có khung giá đất thì hiện nay trong cái cơ chế hiện hành thì chúng ta có hai cái công cụ đúng không? Một là khung giá đất, hai là cái bảng giá đất do địa phương và thứ ba là một cái giá đất cụ thể để thực hiện các cái hoạt động tính toán các cái nghĩa vụ về thuế hoặc bồi thường trong trường hợp cụ thể. Như vậy nó có ba khái niệm, hiện nay còn hai khái niệm. Thế thì cái khung giá đất và giá đất nó đều phải đảm bảo một cái nguyên tắc là làm sao nó sát nhất với giá thị trường. Nhưng hiện nay cái bài toán hiện nay là theo tôi là cũng rất khó rồi. Như vậy phương pháp nào? Trên thế giới thì nó có rất nhiều phương pháp. Việt Nam sử dụng phương pháp nào? Và thế nào là sát với giá đất thị trường? Cái giá đất và chính sách tài chính về đất đai thì rõ ràng đây là một cái nội dung rất quan trọng. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến khung giá đất, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất để mang tính chuyên nghiệp cần có cơ quan chuyên trách về nguồn lực đất đai của doanh nghiệp trước và sau khi cổ phần hóa. Nếu quy định không rõ ràng thì việc cổ phần hóa sẽ bị tắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì thành phố đấy rằng phải quy định rất rõ trong cái trình tự giao thuê đất đối với trường hợp là đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Tức là các dự án sử dụng đất thì khi mà chúng ta đấu thầu xong như vậy, cơ chế mà trình tự tục giao thuê hiện nay trong luật cũ là nó không có rõ ràng. Như vậy thì nếu không rõ ràng thì tiếp tục là vướng một số dự án mà chúng ta tổ chức đấu thầu mà có sử dụng đất đai. Thì lần này trong dự thảo luật đã bổ sung nội dung này, thì đây là cái đầu vào của các cái dự án có sử dụng đất. Thì cái này thành phố thấy rằng nếu có cái này quy định thì thành phố sẽ phát huy được cái nguồn lực của các dự án mà phải tổ chức đấu thầu. Bởi vì chúng ta hiện nay đang nâng cao năng lực bằng cách là lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thì chúng ta đi đấu thầu, và đấu thầu thì chúng ta sẽ có cơ chế giao đất khi nhà đầu tư trúng thầu. Còn theo Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, người dân rất quan tâm đến các quy định của pháp luật không chồng chéo với luật đất đai, giải quyết hài hòa việc người được cấp quyền sử dụng đất với các quy hoạch của nhà nước phải được tính toán như thế nào. Tránh cái tình trạng là luật đất đai đã quy định các cái quyền nhưng mà sau đó lại có những cái văn bản khác là họ không được thực hiện các cái quyền đó của mình. Mà cụ thể hiện nay cũng như rõ nhất là trong cái việc đó là nếu mà cái khu đất đó vướng vào các cái quy hoạch về hạ tầng. Hiện nay đó thì tôi cũng thấy là nhà cao tầng thì ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi thì nhà cao tầng thì cũng nhiều, nhưng mà nhà thấp tầng thì cũng rất nhiều. Và một khi đã có các cái khu nhà đó rồi thì sau này cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nó cũng rất là khó khăn. Và để thực hiện thêm các cái công trình để phục vụ cho dân cư ở các khu vực đó thì cũng sẽ rất là khó khăn. Cái yêu cầu về sử dụng đất một cách tiết kiệm cũng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái lần sửa luật lần này. Là hiện nay em nói thẳng ra liên quan cái vấn đề mà quy định đất lúa. Quy định đất lúa bây giờ 10 hecta là thải lên ông thủ tướng. Thì như vậy thì ngay chỗ này nó làm đất lúa để an ninh lương thực trong cái quy định của luật. Nhưng mà cái không gian để mà phát triển tôi nghĩ là vấn đề anh nói là anh làm cái cục đất nông nghiệp
rồi thì anh ngay chỗ nào có cơ hội gì lúa đó, để lúa mấy kia anh cho người ta làm cái phần đó thì nó sẽ có cái không gian mới. Thì cái phần đó tôi thấy nó, nếu mà trường hợp mà quy định đất lúa mà để an ninh lương thực thì như vậy thì tội nghiệp cái đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều. Mà và đồng thời cái vấn đề nó từ cái quy định đất lúa nó ép luôn cả một cái cơ chế gọi là cái sinh từng 10 hecta bao nhiêu hecta, rồi kể cả bị trói luôn ngay cho cái doanh nghiệp mà muốn có cái không gian về đất để đầu tư. Có mặt tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Tư, người dân có đất nông nghiệp ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về nguyện vọng được cất ngôi nhà tạm để che mưa che nắng trên khu đất bị vướng quy hoạch đã hơn 10 năm. Nhiều năm qua là không có làm thu hoạch hay là tìm cái gì sản xuất từ chút mà để tìm cái quyền lợi, tức là nói chung là bị gò bó, cất cái nhà chòi cất cũng không được nữa. Cho nên là hôm nay là tôi muốn chính quyền cũng qua cuộc tọa đàm này mà giúp cho những người dân hiện tại cũng như là miếng đất của tôi để có hướng là tăng gia sản xuất.